Hải đang xin chào bạn. Sau đây Hải đang giới thiệu các bạn máy Swift-Fi 4500 và Daiwa. Máy này do Daiwa Việt Nam sản xuất các bạn nhé. Hàng xuất Nhật. Dây Việt Nam này. Xuất Nhật này. In luôn ở trên thân máy đây mà. Đấy, máy này hai vòng bi các vòng bi tốc độ thu dây một vòng quay này là thu được 90 cm máy là 90 phân cũng là nó một vòng quay của thu dây tải tải của nó là max 8 cân tương đương với 17,6 IB trọng lượng của máy là 625 gram. Máy tem của Daiwa Việt Nam này nữa. Tỷ lệ truyền là 4.6:1. Máy này có hệ thống ABS, nghĩa là hệ thống chống bó cứng. Kim loại 4500 to tương đương tầm khoảng 6.000 của Shimano các bạn. To dòng Daiwa thì cỡ 4.500 4.500 thì nó tầm 6.000 của Shimano. Tiếp tục về hàng một lô máy này phục vụ các bác câu biển câu lục tay nắm thiết kế kiểu dáng cầm rất ôm tay rất thích các bạn cầm cầm rất ôm tay thiết kế to cầm rất đầm đây, chứa quả dây đây các bạn nghĩa là 0.32 là 320 m 0.35 là 270 m các bạn rất chứa rất nhiều cối cúi sâu hai tông màu chính là vàng đồng và đen rồi đang phát sinh đã giới thiệu các bạn máy Swift-Fi 4500 do Daiwa Việt Nam sản xuất đang phát sinh xin chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Phát Sinh.